Bây giờ thì Ngọc Tiên và Thanh Hiệp xin mời quý vị cùng gặp gỡ với một diễn viên điện ảnh rất là nổi tiếng. Gần đây thì anh còn xuất hiện trên sân khấu kịch nói và là một kép chánh của sân khấu kịch nói của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Chúng ta cùng chào đón diễn viên điện ảnh ca sĩ Minh Luân. Minh Luân xin gửi lời chào trân trọng tất cả quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Và để tiếp nối chương trình, Minh Luân xin được gửi đến quý vị một ca khúc Kiếp Nhân Sinh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Trần thế một đời gian nan cơ hàng, lòng người thâm sâu phũ phàng, tham sân si bao lụy phiền con đeo mãi, tân không chút an nhàn nơi trần ai gieo khổ sầu, luôn chạy theo phù phiếm lạc lầm không hay lối vàng. Đào quyên thâm sâu dưới hồ, khi tan thân duyên nghiệp sầu khi đã tắt, quay lưng chuyến tu hành duyên còn tuy tài tâm thế. Chúng sanh sống trong nơi lời danh, không hay mình đang vướng sai lầm. Thế gian bao nghi phần, bao tội lỗi lòng miên man, chắc sao qua khỏi bể khổ luân hồi. Đôi lời khuyên từ bỏ, hồng trần chỉ là cõi tàn, đường về Tây Phương sẽ tình. Lo tu thân mong tìm đường về giang chánh, tâm luôn sẽ an nhàn niềm Di Đà Phật ngôn chú. Mình trong trần thế một đời gian nan cơ hàng, lòng người thâm sâu phũ phàng, tham sân si bao lụy phiền con đeo mãi, thân không chút an nhàn nơi trần ai gieo khổ sầu, luôn chạy theo phù phiếm lạc lầm không hay lối vàng. Đào quyên thâm sâu dưới hồ, khi tan thân duyên nghiệp sầu thì đã tắt, quay lưng kiếm tu hành duyên còn tùy tài tâm thế. Chúng sanh sống trong nơi lời danh, không hay mình đang vướng sai lầm. Thế gian bao nghi phần, bao tội lỗi lòng điên mang, tránh sao qua khỏi bể khổ luân hồi. Đôi lời khuyên từ bỏ, hồng trần chỉ là cõi tàn, đường về Tây Phương sẽ tình. Lo tu tâm mong tìm đường về giác chánh, tâm luôn sẽ an nhàn niềm Di Đà Phật ngôn chú.
lo tu thân, mong tìm đường về giác chánh, tâm luôn sẽ an nhàn niệm Di Đà Phật ngôn chú bi. Lo tu thân, mong tìm đường về giác chánh, tâm luôn sẽ an nhàn niệm Di Đà Phật ngôn. Hết rồi ạ. Xin cảm ơn quý Phật tử rất là nhiều. Nhưng mà do là chương trình chúng ta còn rất là dài, rất là nhiều tiết mục hay nữa, cho nên Minh Luân xin được phép là tạm dừng ở đây, nói lời chia tay ở đây. Mong một ngày gần nhất sẽ được đến đây. Được không thầy ạ? Thầy hứa với con. Vâng. Được một ngày không xa thì có chương trình sẽ mời Minh Luân. Xin anh nhận thư cảm ơn, quà và hoa. Cảm ơn sự hiện diện của anh tối đêm nay. Dạ, cảm ơn.